soi xét mình trước khi soi xét người khác. Jimmy làm công việc trông coi nhà cửa cho một gia đình rất giàu có. Mỗi ngày, anh đều vui vẻ chào hỏi và mở cửa xe để ông chủ tự lái chiếc xe hơi sang trọng đi làm. Thế nhưng, ông chủ không trả lời lại, cũng chẳng bao giờ cười, hay thậm chí đến cả một cái nhếch mép cũng chẳng có. Một hôm, khi anh đang lúi húi tìm kiếm đồ ăn thừa trong túi đựng rác bên ngoài khu biệt thự, ông chủ đi ngang qua cũng không thèm để ý tới anh. Vẫn như thường lệ, ông ấy đi thẳng đến xe hơi và rời đi. Vào ngay ngày hôm sau, thay vì phải tìm kiếm thức ăn trong túi rác, anh thấy một túi đồ ăn được gói cẩn thận và trông rất tươi mới. Anh cũng không hề mảy may suy nghĩ đến chiếc túi thức ăn đó có từ đâu. Cứ thế, mỗi ngày, anh đều nhận được đồ ăn miễn phí và mang về cho vợ con cùng thưởng thức. Lâu dần, anh cũng tự hỏi, gã điền nào hay bỏ quên đồ ăn ở đây vậy? Thời gian cứ thế trôi qua, anh dần thôi thắc mắc về chiếc túi đồ ăn từ trên trời rơi xuống. Anh nghĩ miễn là mỗi ngày đều có đồ ăn ngon là được rồi. Rồi một ngày không may, ông chủ của anh đã qua đời, khách đến viếng rất nhiều. Cũng từ hôm ấy, anh không còn nhìn thấy chiếc túi đựng thức ăn đặt hàng ngày như trước nữa. Ngày thứ nhất, anh còn nghĩ là một trong số những vị khách kia lấy. Nhưng ngày thứ hai, thứ ba qua đi, anh vẫn không thấy túi đựng đồ ăn được đặt ở đó nữa. Và rồi, gia đình anh bắt đầu không còn đủ thức ăn đề huề như trước nữa. Anh quyết định gặp bà chủ và đề nghị tăng lương, nếu không sẽ bỏ việc. Bà chủ vô cùng bất ngờ khi người trông coi nhà đột nhiên phàn nàn về mức lương sau 2 năm gắn bó. Cuối cùng, anh quyết định kể sự thật cho bà chủ nghe về chiếc túi đựng đồ ăn được đặt hàng ngày bên ngoài khu biệt thự. Bà ngạc nhiên và hỏi lại, vậy việc đó đã dừng lại khi nào? Jimmy hụt hẫng nói, từ khi ông chủ qua đời, tôi đã không còn nhìn thấy túi đồ ăn đó nữa. Bà chủ lại tiếp tục hỏi, tại sao anh không nghĩ đến việc người đặt túi đồ ăn cho anh trong suốt 2 năm qua chính là ông chủ? Anh cảm thấy vô cùng đau buồn vì không thể nào ngờ được người đàn ông mà anh luôn cho là lạnh lùng và vô tâm lại đối đãi với anh rộng lượng đến như thế. Còn bà chủ thì bật khóc không ngừng, điều đó khiến anh bối rối và hứa sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa. Nhưng bà ấy lại nghẹn ngào và nói với anh rằng, tôi khóc vì cuối cùng tôi cũng tìm được người thứ bảy mà chồng tôi hay mang thức ăn cho rồi. Mỗi ngày ông ấy đều mua 7 túi thức ăn cho 7 người, nhưng tôi chỉ mới biết được 6 người mà thôi. Giờ thì tôi cũng biết được người thứ bảy đó chính là anh. Sau hôm đó, anh lại bắt đầu nhận được đồ ăn từ con trai của ông bà chủ. Nhưng mỗi khi anh nói cảm ơn thì cậu bé cũng không hề đáp lại, thật giống bố cậu. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai bố con nhà ông chủ. Thế nên lần này anh nói thật lớn 2 tiếng cảm ơn với cậu bé, chỉ muốn nhận được sự phản ứng lại. Rồi anh thật sự gây được sự chú ý từ cậu bé. Nhưng đến khi cậu bé đáp lại, Jimmy lại đứng ngây như trời trồng. Xin chú đừng buồn khi cháu không trả lời, cũng giống như bố cháu, cháu có vấn đề về thính giác. Anh cảm thấy rất hối hận vì đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác khi phán xét người khác mà chẳng hề biết gì về lý do thực sự đằng sau nó. Trên đời này, thứ bạn tận mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật. Vậy nên, trước khi bạn đưa ra một kết luận hay muốn đánh giá một cá nhân hoặc một sự vật, hiện tượng nào đó, thì hãy nhớ đến bài học của Jimmy. Điều quan trọng là luôn đặt câu hỏi vì sao để tìm ra được lý do cho những điều bạn thấy. Bởi có thể những người chịu sự phán xét của bạn đang phải đối mặt với một khó khăn nào đó. Đừng đánh giá một cái cây khi chỉ nhìn thấy nó trong một mùa. Cũng đừng đánh giá một ai đó khi bạn chỉ nhìn thấy họ trong chốc lát. 1. Ngừng nói xấu và chỉ trích người khác. Không phải ngẫu nhiên mà từ thời xa xưa, ông bà ta đã có câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Những lời ái ngữ có thể xoa dịu được nỗi đau ở trong lòng, làm vơi đi tâm trạng buồn bã của mọi người. Và nếu dùng lời lẽ đúng thời điểm, đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương. Từ đó, dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi và việc làm bất thiện. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta phải ăn năn, hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ
Ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Ác khẩu, ác ngữ là những lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, thiếu đạo đức trong giao tiếp. Tuy nhiên, nói nặng lời hoặc lớn tiếng trong chừng mực nào đó không phải là ác ngữ, nhất là trong quá trình giáo dục con cái của cha mẹ, giáo huấn học trò của thầy cô. Những lời nói cay độc gây tổn thương tới người đối diện cũng vô tình gây họa cho chính bản thân mình. Điều này không phải ai cũng biết. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, nơi mà giá trị của một con người được nhìn nhận thông qua địa vị xã hội, hay thậm chí có thể bị lu mờ trong quan điểm của những người khác. Việc ai thích ai, ai hại ai, ai đang làm gì dần trở thành những đề tài được bàn tán sôi nổi hàng ngày. Tuy nhiên, không ai biết rõ về bạn hơn chính bản thân bạn. Chúng ta vẫn thường hay kiêu ngạo mà cho rằng có thể phán xét phẩm chất, tính cách của một người chỉ sau vài giây gặp mặt. Sự thật là những sự đánh đổi vội vàng ấy chẳng bao giờ đúng cả. Hơn bất kỳ ai trên thế giới này, chỉ có bạn biết rõ mình là ai. Bạn thích gì, có điểm mạnh, điểm yếu ở chỗ nào. Mọi người đều có quyền nhanh chóng đưa ra những nhận định và phán xét về con người bạn, nhưng đâu phải tất cả đều đúng. Vì thế, đừng lo lắng về bản thân bạn chỉ vì những lời nói của người khác. 2. Suy nghĩ kỹ trước khi nói. Trước khi đưa ra những lời chỉ trích, hãy nghỉ ngơi và xem xét liệu bạn có phải cai trị một chủ đề hay không. Nếu ai đó làm bạn lo lắng, bạn có thực sự cần phải nói cho họ biết. Đôi khi, nó là tốt hơn để buông bỏ những lỗi không đáng có. Hãy thử hít thở thật sâu thay vì chỉ trích và lên án phê phán người khác. Tốt nhất là không đánh giá người khác trên mặt phẳng nhân vật. Tránh đánh giá hành vi của người khác bằng cách nhắm mục tiêu vào nhân vật của họ. Hãy nghĩ về lần cuối cùng bạn chỉ trích ai đó. Những lời chỉ trích này đã phát sinh từ đâu? Bạn có mong đợi về tình huống này hay không? Đừng nhìn hành vi của người khác theo cách nhìn cá nhân. Thông thường, những người có xu hướng chỉ trích theo cách cá nhân, mọi thứ xảy ra với họ và do đó cũng là hành vi của người khác. Trong mọi trường hợp, hãy luôn nhớ rằng mọi người đều có cuộc sống và vấn đề của riêng mình. Nếu hành vi của ai đó làm phiền bạn, không phải lúc nào họ cũng cố tình làm điều đó. Chỉ trích sẽ khiến bạn có nguy cơ gây thêm căng thẳng cho những người đã bị căng thẳng. 4. Tập trung vào các khía cạnh tích cực. Mỗi cái đều có khuyết điểm và không hoàn hảo riêng. Một thái độ tích cực có thể thay đổi cách bạn phản ứng với căng thẳng. Những cảm xúc khó chịu gây ra áp lực và lo lắng cho bạn. Căng thẳng và tụt hậu có thể khiến bạn tương tác kém với người khác. Do đó, nếu bạn cam kết có thái độ tích cực, cuối cùng bạn sẽ ngừng chỉ trích người khác. Hãy nhớ rằng mỗi chúng ta đều có một lòng tốt nhất định, ngay cả khi bạn nghi ngờ về điều đó. Cố gắng xem những gì là tốt nhất ở người khác. Hãy chú ý đến đồng nghiệp của bạn, người luôn mỉm cười khi anh ấy đi qua bàn của bạn. Thông thường, lỗi của mọi người thực sự phụ thuộc vào công trạng nhất định. Ví dụ, đối tác của bạn có thể mất nhiều thời gian để hoàn thành các công việc gia đình đơn giản nhất bởi vì anh ta cẩn thận hơn những người khác. 5. Đưa ra ý kiến thay vì lời chỉ trích. Như đã đề cập, trong một số trường hợp, mọi người có vấn đề mà họ sẽ phải đối mặt trong cuộc sống. Có lẽ một người bạn thanh toán hóa đơn muộn cần một số lời khuyên, trong khi một đồng nghiệp không bao giờ đúng giờ cho các cuộc họp, cần phải học cách quản lý thời gian của mình. Một ý kiến rất khác với một lời chỉ trích. Khi gặp một vấn đề, hãy nghĩ về những gợi ý bạn có thể đưa ra để giúp ai đó cải thiện tình hình. Đó là một thái độ hiệu quả hơn một lời chỉ trích. Mọi người có xu hướng phản ứng tốt hơn khi họ được thúc giục một cách xây dựng với lời khuyên và khuyến khích hơn là khi họ nhận được những lời chỉ trích không linh hoạt. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại.